Chào mừng tất cả các bác đến với kênh dụng cụ nông nghiệp của bên em ạ. Hiện tại thì đang vào cái thời điểm là chuẩn bị vào đến mùa đông rồi. Thì đây là những cái chiếc bếp củi của bên em để đưa đến cho các bác sử dụng. Mình đun nước, nấu cơm, kho thịt, kho cá. Các bác có thể sử dụng để mình đun một nồi bánh chưng to hoặc là mình để nướng thịt. Và bên em thì đang sản xuất ra được rất nhiều những cái mẫu bếp để đưa đến cho các bác. Em sẽ có cái mẫu bếp vuông. Đây, bếp vuông này thì với cái mẫu này em sẽ có hai thông số các bác nhé. Bếp nhỏ và bếp to để đưa đến cho các bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. Phía bên trên thì nó sẽ có luôn một cái miếng tấm đỡ ở phía bên trên này để chống đen nồi các bác nhé. Và cái dòng này thì em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 380.000 đồng thôi, để cho các bác sử dụng rất là hiệu quả. Cái tấm chắn ở phía bên trên này thì em sẽ dơ gần cho các bác để nhìn thấy rõ một chiếc tấm chắn đây nhé. Tấm chắn thì nó sẽ ở phía bên trên này. Đây là cái mẫu của bếp to rồi. Đấy. Em quay sang phía bên này cho các bác nhé. Đây. Đây là cái tấm chắn để chống đen nồi phía bên trên bếp để cho các bác sử dụng này. Đây là cái mẫu kiểng âm, kiểng nó sẽ bên trong này. Và phần bên dưới này thì các bác sẽ là cái chỗ để mình đựng cho nhá. Đây. Em sẽ mở cửa này cho các bác nhìn cho rõ này. Đấy. Đây, các bác sẽ cho củi vào trong này. Và cái phần này thì giá đỡ củi luôn nhá. Và phần bên dưới này thì sẽ có luôn cả cái phần đựng cho luôn. Đấy các bác ạ, rất là tiện lợi luôn. Một bếp mặt 40 này thì mặt 43 các bác nhá. Xin lỗi các bác, là mặt 43 này sẽ có luôn cả cái tấm chắn này, có ống khói đây. Một mẫu bếp cải tiến cực kỳ chất lượng của bên em đưa đến cho các bác, và chất liệu của nó là rèn từ thép Liên Xô chịu nhiệt các bác nhá. Giá sẽ là 400.000 đồng em bao ship. Còn đây là cái mặt 35 ạ. Mặt 35 với giá sẽ là 380.000 đồng bao ship các bác nhá. Sử dụng hiệu quả, an toàn và rất là tiện lợi. Và phía bên này thì em sẽ lên cho các bác là mẫu, đây là mẫu, đây mẫu bếp bếp tròn. Bếp tròn thì em cũng sẽ có hai kích thước để đến cho các bác. Bếp tròn thì sẽ có mặt 35 và mặt 40, cũng có ống khói này, đây kiềng âm này, có giá đỡ củi đây này. Đấy các bác, rất là tiện lợi luôn ạ. Và phía bên dưới của bếp thì sẽ có luôn cả một cái phần đệm này luôn để đưa đến cho các bác. Đấy, rất là tiện lợi. Giá sẽ là 330.000 đồng bếp nhỏ. Còn mẫu bếp to thì bếp nhỏ là 35 sen nhá, bếp to sẽ là 40 sen đấy. Có cái phần thép ở phía bên trên này để chống đen nồi. Với giá sẽ là 350.000 đồng bếp to. Đấy các bác sử dụng siêu bền luôn cho em ạ. Đây. Đủ mẫu luôn cho các bác nhá, đủ mẫu để đưa đến cho các bác. Từ những bếp nhỏ, bếp to, bếp vuông, bếp tròn em có đủ cả. Và phía bên này thì sẽ là những cái đơn hàng bên em chuẩn bị đưa đến cho các bác khách hàng đây ạ. Dây nhôm uốn cây cảnh này, mẫu bếp tròn, bếp vuông. Tất cả các mẫu dụng cụ làm vườn. Và qua phía bên này em sẽ lên tiếp cho các bác là những mẫu dụng cụ làm vườn nhá. Đây ạ, đây sẽ là những cái phần dụng cụ nông nghiệp ạ, dụng cụ làm vườn để đưa đến cho các bác. Những mẫu dụng cụ đánh cây. Em sẽ có những cái mẫu thuồng bi từ nhỏ đến to luôn các bác nhá. Thuồng bi bản 34 sen này với giá chỉ có 70.000 đồng này. Và thuồng bi 56 sen. Đây em giờ trực tiếp luôn cho các bác nhìn nhé, 56 cm. Cái phần này em hàn cán sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Nếu như các bác đánh cây giống này, mình sử dụng đi đào hang, đào cây măng, đào thuốc nam ấy, thì các bác cũng cần dùng đến cái mẫu này, với giá sẽ là 100.000 đồng. Còn bác nào mà lấy cái loại to hơn ấy, thì là cái mẫu này, với giá sẽ là, thùng pin này là 95 cm, với giá sẽ là 200.000 đồng. Và em có dầm cổ cò. Dầm cổ cò thì sẽ có mẫu từ dầm bản nhỏ các bác nhé, dầm bản nhỏ với giá sẽ là 150.000 đồng. Đây dầm cổ cò đây, cũng hàn cán sẵn rồi, 150.000 đồng bao ship luôn đến tận nhà cho các bác. Và đây là cái bản to này, bản to dày đẹp sẽ là 250.000 đồng đây, để đưa đến cho các bác. Còn bản dày đẹp hơn phía bên trong này nhá, sẽ là 350, có cả cán sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Qua phía bên này thì sẽ là những mẫu dầm rất là chất lượng của bên em, dầm đánh cây chuối, cây xanh, cây si. Cái mẫu bên này thì sẽ là 1m3, hàn cán sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi nhá, giá là 250.000 đồng. Còn bản dày đẹp hơn bên này sẽ là 350 và 400 các bác nhé. Tùy các bác sử dụng về công việc đánh cây, loại cây thì các bác hãy chọn cái size dầm bản thẳng hay là dầm bản mo phù hợp với cái công việc của mình nhé. Và phía bên dưới này thì em sẽ có tất cả các mẫu cuốc ạ. Tất cả các mẫu cuốc để đưa đến cho các bác. Em sẽ lên cho các bác đây là mẫu lưới cuốc mới này. Cái này sẽ là một đầu của cái cuốc chim đấy ạ, với giá sẽ là 250.000 đồng, bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sử dụng bao chất lượng, bao bền luôn cho em các bác nhá. Đây các bác nhìn này, rất là sắc bén, sành đanh luôn. Rèn từ thép nhíp ô tô chuẩn xị luôn ạ. Bác nào mà đang cần dùng để cuốc đất cứng, đất sỏi đá hoặc là cuốc rễ cây thì các bác cứ dùng cho em cái mẫu này. 250k bao ship các bác nhá.
Và bác nào mà cần dùng đến đây, hoặc là các bác sử dụng sang mẫu này cho em. Đây là cái cuốc nhíp lưỡi gà bản mới, à bản cũ các bác nhá, mẫu cũ đấy ạ. Nhưng mà được các bác sử dụng rất là nhiều, cuốc đất cứng, đất sỏi đá cũng rất là ok, giá là 200.000 đồng. Còn bác nào mà đang cần đến cái dòng gắp đất ạ, gắp đất thì các bác dùng cho em mẫu này nhá. Gắp đất đa năng sử dụng làm mọi việc cho em, sẽ có hai chiếc thuộc bản mo, giống như là kiểu thuộc móng tay đấy, tạo thành một chiếc gắp đất để cho các bác sử dụng gắp đất từ dưới hố lên, với giá sẽ là 200.000 đồng. Khi mà không sử dụng gắp đất thì các bác tạo thành hai chiếc thuồng cho em đấy ạ, rất là tiện lợi luôn. Và những đây là những mẫu lưỡi rời của dầm chuối này, dầm bản thẳng này, dầm cổ co, hoặc là các bác sử dụng sang cái mẫu thuồng đi rừng. Đây thuồng đi rừng thì em sẽ có mẫu từ 150.000 đồng cho đến 250k, bản mỏng, bản vừa phải và đến bản mỏng các bác, vừa to nhé các bác nhé, rất là tốt để cho các bác sử dụng để mình đánh cây xanh, đào hang, đào cây măng đấy. Các bác cứ dùng cho em những cái mẫu này, nghĩa là giá chỉ từ 150 trở lên thôi các bác nhé. Và em sẽ có cuốc nhíp con gà đây. Nếu như mà bác nào đang cần cuốc để mình bổ hố trồng cây, các bác cứ dùng cho em cái cuốc nhíp con gà này, giá là 200.000 đồng, bao xịn luôn cho các bác nhé, rèn từ thép nhíp ô tô chuẩn xịn luôn. Và em có cuốc bướm hàn lễ cưa, cuốc bướm vuông, và mẫu này thì ra là cuốc xẻng rèn với giá là 150.000 đồng, à 100.000 đồng các bác nhé, với giá là 100.000 đồng đấy. Rất nhiều mẫu dụng cụ làm vườn để đưa đến cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến mẫu sản phẩm nào của bên em thì nhớ là liên hệ với bên em nhé. Và cho em xin một lượt follow đăng ký kênh để cập nhật được thêm rất nhiều mẫu sản phẩm mới của bên em ạ.